để góp phần đẩy mạnh các hoạt động liên kết, xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ phát triển thị trường cho các sản phẩm nông sản. Mới đây, vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đã làm việc với đoàn khảo sát nghiên cứu thị trường tỉnh Bắc Cạn và các hệ thống phân phối lớn của Việt Nam nhằm hỗ trợ kết nối nông sản với hệ thống phân phối. Thời gian qua, tỉnh Bắc Cạn đã có nhiều hoạt động tích cực giúp cho sản phẩm hàng hóa của tỉnh khẳng định được thương hiệu, tìm được chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, nông sản hàng hóa của Bắc Cạn vẫn còn những hạn chế như mẫu mã bao bì sản phẩm chưa đẹp, chưa kết nối thâm nhập vào các hệ thống kênh phân phối hiện đại. Sau khi nghe các hợp tác xã, các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Cạn giới thiệu những sản phẩm mà Bắc Cạn mong muốn đưa vào hệ thống phân phối hiện đại, các hệ thống, các kênh phân phối cũng đã chia sẻ về nhu cầu, tiêu chuẩn, quy cách để sản phẩm có thể vào được hệ thống các siêu thị, đồng thời cho biết sẵn sàng hỗ trợ gian hàng, quầy hàng để cho Bắc Cạn có thể trưng bày, quảng cáo bán sản phẩm của địa phương. Đại diện lãnh đạo, vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đánh giá, sản phẩm các tỉnh nói chung và Bắc Cạn nói riêng, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ. Do đó, việc đáp ứng nhu cầu, yêu cầu của nhà phân phối vẫn còn khó khăn. Do đó, Sở Công Thương Bắc Cạn cần tham mưu cho tỉnh để xây dựng chiến lược, chương trình, từ đó có những mặt hàng riêng của địa phương mình. Bên cạnh đó, cần có sự liên kết giữa người mua, người bán, giữa các nhà phân phối với nhau để có được nguồn hàng đủ về số lượng và yêu cầu về chất lượng.